của cảm xúc trong Minecraft. Sammy ơi, bà coi nè, tôi có nhiều kim cương lắm nè, thấy không? Nè nè nè. Ây da, đau quá à. Sam ơi, cứu em với. Cái gì mà nóng dữ vậy? Trời ơi, con nhỏ nó ra vậy? Ghê quá à. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hả? Trời ơi, Sammy bị mất cảm xúc mọi người ơi. Trời ơi. Mừng quá, vui quá. Vậy là từ nay á, bà Sam sẽ không giận tôi nữa. Cái gì? Đau lắm quá. Quá giận là cái gì? Ủa sao mấy người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Vậy mọi người không thể nào. Hả? Là sao? Trời ơi. Vậy là bây giờ Sam mất cảm xúc luôn rồi. Tức là không biết vui, không biết buồn, không biết giận dữ hay gì luôn á. Oh my god. Tôi cũng không biết nữa. Mà hiểu sao tôi nhắc tôi không biết. Tôi không có cảm xúc gì hết trơn á. Sam ơi, bây giờ Sam biết cười không Sam? Cười là vậy nè Sam. Biết cười không? Trời ơi. Mấy người còn chậm nữa. Tôi biết gì đâu. Mọi người, bây giờ tụi mình phải giải cứu Sam. Đấy là cảm xúc cho Sam mới được. Nhìn Sam đi. Để tôi chọt lát Sam thử. Chọt lát nè. Chọt lát nè. Có cười không? Cười không? Không cười luôn. Ủa không cười luôn hả? Ủa mấy người làm gì vậy? Tôi có gì đâu mà mấy người cứ ồn ào cái gì vậy? Không ơi, mình nói bạn nghe nè. Bây giờ bạn phải lấy lại cảm xúc cho Sam đi. Nếu mà bạn không lấy lại cảm xúc cho Sam á, sau này mà bạn cưới Sam về á, Sam không có thích bạn, không có thương gì bạn luôn á. Không biết vui biết cười luôn á, là bạn sống cô đơn với cục đá. Ừ, cái này giống cục đá thiệt. Đúng rồi. Trời ơi, chúng ta phải giải cứu Sam nè mọi người. Nhưng mà mình giải cứu bằng cách nào bây giờ? Bây giờ phải nghĩ cách gì đây ta? Đây, let's go, let's go, let's go, let's go. Ủa, giờ đi đâu? Đi, bây giờ tụi mình phải đi kiếm lại một cái sắp chết trời. Ui, khoan một cái nha. Ủa, cái gì đây? Ở đây. Đây. Mọi người, ở đây là có mấy cái cánh cổng nè. Mấy cái cánh cổng này là vui vẻ, giận dữ, sợ hãi, buồn tủi. Ủa là sao? Cái này là ơi, cái này là cái cổng cảm xúc của Sam không? Ừ, có khi là vậy á. Hình như đây là cánh cổng cảm xúc. Vậy là cái hiểu rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi vô trong mấy cái cánh cổng này nè để mình vượt qua thử thách rồi sau đó mới lấy lại từng cái thứ cảm xúc một cho Sam. Hiểu. Sao vậy? Cảm xúc là cái gì? Sao tôi không hiểu hết trơn vậy ta? Có mà nào biết cảm xúc là gì không? Ê, nhưng mà mọi người ơi, Phong ơi, mình nghĩ là bây giờ nên lấy lại cảm xúc vui vẻ cho Sam trước đi. Chứ giờ Sam nói cái giọng này nghe không nổi. Đúng rồi đó. Bây giờ cho bả vui vẻ trước đi. Ê, nhưng mà khoan, tí nữa. Bả mà vui vẻ xong cái đầu bả chỉ biết vui vẻ thôi. Bả gặp quái vật, bả sẽ kiểu ha 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 quái vật kìa. Sam ơi, bây giờ vô cho lấy lại cảm xúc thôi. Ủa, cái gì đây? Đây là cảm xúc vui vẻ sao? Chỗ này toàn hoa vậy mọi người. Hình như vui vẻ thì nó có rất là nhiều hoa sao? Mấy là cái gì vậy? Trời ơi, cái chỗ này á là hơi bị thơ mộng luôn mà Sam cũng thích luôn á. Không, đây là những cảm xúc vui vẻ. Yên tâm, Sam à, em nhất định sẽ lấy lại cảm xúc cho chị. Yên tâm. Bây giờ mình làm gì trong này vậy mọi người? Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy chìa khóa nghe mấy cái gương này nè Sim ơi. Sim đang kiếm nè. Cái này phải chìa khóa không mọi người? Tôi thấy rồi nè. Đây nè. Đây, đúng rồi đó. Đây, đưa cho em. Đây, em sẽ mở cửa. Đây chính là cái chiếc chìa khóa rồi mọi người. Sam à, yên tâm em sẽ giúp chị mà. Đây, dẫn Sam đi với không là Sam không biết đi. Bên này nè. Đi Sam ơi, đây. Đi nhanh lên Sam ơi. Qua nè, chị qua trước đi. Phải đi nhanh, mình đi từ từ thôi cũng được mà. Trời ơi, ông đánh gì tôi đi qua được. Đi vô lên xem. My god. Bắt cua hóa hả? Thì ra cái chỗ này là bắt cua. Ok, bắt cua nè. Ủa, Sam ơi, bây giờ mình vui vẻ kiểu gì mà Tàn thấy rồi bây giờ bắt cua rồi. Mấy cái gì có mấy cái khó khăn không vậy? Cái này là mình thấy còn đỡ các bạn. Chứ bây giờ bắt cua mà nó cho toàn lava không là còn khó nữa. Ông không thấy là mọi thứ đều là hoa cỏ hả? Tức là sao? Tức là luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ đó. Vui vẻ vậy cẩn thận nha Sam ơi. Vậy cẩn thận Sam ơi. Đi đâu vui vẻ trời. Cẩn thận nha. Ủa hay vậy. Nè nhảy đi Sam ơi. Em đi nhảy á. Búa. Búa gì vậy? Sim ơi, đây để cây hoa. Sao mọi người đỡ hết trơn rồi? Không, tại mọi người đau quá Sam. Ơi Sam ơi,
Bây giờ qua cái chỗ này là Sam phải cẩn thận nha. Qua đây thì là về nó bắn đào lắm. Ai? Sam ơi! Ủa gì đây trời? Sam ơi, cẩn thận! Sam rớt luôn hả? Cái thấy Sam rớt, Sam té, nhưng mà Sam vẫn không có cái cảm xúc nào. Cảm của Sam kiểu vậy hả? Té. Té hay có gì đâu trời. Trời ơi, té rất là đau luôn á. Được rồi, Sam ơi. Té xuống dưới đó là đang xuất khỏi trái đất luôn á, đau đau nữa xin. Cộng Sam nha, tôi cộng Sam nha, Sam ơi, chị leo đầu em rồi em cộng gì cho. Ê, này. Sao té mặt Sam hại quá. Trời ơi, Sam ơi. Sam ơi, cố lên Sam. Trời ơi. Chết ta. Ai đó. Hay, ok. Quá, đúng rồi Sam ơi. Có gì đâu hay đâu ta, tôi thấy bình thường mà. Trời ơi. Được rồi, bình thường được rồi, bình thường ok, mệt quá. Đúng rồi, nó cứ là bình thường, đúng rồi. Này, rất là bình thường đó. Trời ơi, hạnh phúc lấy hạnh kiếm lại sự vui vẻ cũng khó quá mọi người. Thì ra nên... đây chính là con người khi không có cảm xúc sao? Nhưng mà tự nhiên cái thấy nó cũng lạnh lùng, nó cũng gọi là ngầu ngầu wow, sao. Wow, ở bên đây có nguyên con cá heo bự ấy à, nó quýnh tôi nè mọi người ơi. Cái gì mà ngầu chứ. Ở bên đây có con cá heo, bây giờ mình phải cầm kiếm ra mọi người. Ui. Ô, cá heo kìa. Cầm cái cây kiếm này nè Sam, cầm cái cây kiếm này để phòng thân đi. Mày cái heo với tôi à. Quýnh nó xuống dưới. Ủa sao mình không có heo vậy mọi người. Quýnh nó xuống dưới. Nó biết bay đâu. Đó là con quái vật nó xa chứ mày có heo bình thường đâu. Ây da, quýnh nó xuống dưới nè mọi người. Mày nó biết bay đâu mọi người, nó biết bay đâu kìa. Ây da. Ây. Ủa hình như tôi thấy cái gì rớt xuống đúng không ta? Ôi. Sao để tôi nhảy xuống lụm cho. Ê bạn ơi, mình lụm rồi bạn ơi. Ôi sao hay vậy? Không phải hay vậy. Tự nhiên lúc đó cài đèn té xuống đúng không? Cái sau đó là con quái vật nó rớt xuống, tự nhiên nó rớt cái chìa khóa vô người cay luôn. Cái cay hồi sinh là cái chìa khóa mà. Hay quá cay ơi. Đi thôi nào, đi thôi nào, sắp lấy lại được cái rồi. Ok. Đi thôi. Chỗ này là toàn hoa vậy mọi người. Chỗ nào vậy? Ê mọi người, tôi thấy ai đó đang đứng trước mặt mình, một cô gái váy vàng. Ồ, em gái thích dịch. Em gái váy vàng ơi, em gái váy vàng ơi, vui vẻ. Vui vẻ? Ủa Sammy vui vẻ đấy hả? Đây, Sammy vui vẻ đó nè. Bây giờ mình phải tiêu diệt Sammy vui vẻ này. Rồi sau đó mình mới lấy lại cảm xúc cho Sammy nữa. Là vui chưa? Vui sao quýnh ta kỳ vậy? Mình ghét đúng không ơi? Mình ghét mình quánh nó xong rồi mình mới vui được. Ủa phải quánh hả mọi người? Ủa sao phải quánh vậy? Đúng rồi, cảm xúc vui vẻ. Sam à, em vô nhận nó đi. Kể chuyện cười đi không? Không, bây giờ tôi nghĩ là cứ để cho Sam vui vậy đi, để bà không bao giờ giận tôi. Trời ơi, bạn ta lắm. Ủa, bây giờ tụi mình đi đâu vậy mọi người? Vui quá à. Thì tụi mình sẽ đi qua phòng tiếp theo, đi kiếm cảm xúc cho chị. Ok, đi thôi mọi người. Ui yeah. Vui quá à. Tự nhiên thấy vui, có trời đất lượt. Yeah, lẹ la 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 la. Vui lên cũng được. Sam sao? Mọi người yên tâm, chúng ta còn rất Sam nhiều. Ơi, Sam ơi. Cái gì vậy? 1+1=2. Sam ơi. Gì vậy? Hôm bữa cái tiền quỷ đen của tôi giấu quỷ đen á, và tôi xài hết sạch rồi đó. Bà có giận tôi không? Giận sao? Có gì đâu mà giận đúng không? Mình phải vui lên chứ. Ê mọi người, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta phải đến với cảm xúc tiếp theo thôi. Cái gì đây? Giận dữ. Giận dữ là sao? Vui, có gì đâu mà. Ủa, gì đây? Trời sao dữ vậy? Cái gì mà đỏ lộn vậy? Mắc cười vậy? Cái gì mà đỏ lè, đỏ lét vậy? Ê, cái này nó giống như địa ngục của ba. Cái này nó gì địa ngục của trời mọi người. Ủa trời. Cái này chơi vui vậy? Hay nha. Bây giờ Sam nó chạy ra, đúng rồi. Vui vậy? Yeah. Ây da. Ui, có gì đâu mà buồn đâu đúng không? Ủa, cái này chơi vui vậy mọi người. Yeah. Oh my god. Ây da. Ui da. Trời ơi, nhìn bà Sam ơi. Yeah.
của Sam đi ở trên đây được. Thử thách và đua xe gây xịn bôi gì nè Phong. Đua xe hả? Rồi, có bọn mình bạn ơi. Giờ Sam ơi, bây giờ Sam sẽ đi vô cái xe này nè. Cái này á là giờ Sam phải vượt qua mấy cái thử thách này nha. Rồi, biết rồi. Ui. Wow. Trời ơi. Ôi, vậy mà cũng té nữa coi nè. Wow. Gọi Phong cần Việt Nam lấy xin coi. Ui. Coi Phong nè, coi Phong nè. Việt Nam Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Búa bạn, bị tên này nè. Ồ, từ từ, hình như còn rất nhiều xe. Ê, tôi làm được. Oh my god, xe mình thành hoặc là xe mình chạy còn cái lốp à. Cay búa quá, coi mình nè cay, coi mình thể hiện nè, một pha này thôi nha, làm một lần nhất nè. Việt Nam Racing Boy. Trời ơi, tôi thấy dễ mà ta đúng không mọi người? Đó, wow. Dễ thì em dễ chết đó mọi người. Oh my god. Oh my god, khó mà. Yeah. Woo. Sao ai cũng đi được vậy? À đi. Yeah. Yeah. Trời, Sam chơi cái trò này giống như là gì ta? Giống như là chơi mấy trò đụng xe của con nít đó ha. Trời ơi, Sam vui quá. Ui, sao bắn cái bánh vậy? Đây, không sao, đi tiếp. Trời ơi, trời ghê. Yeah. Simmy chết ra, đừng lấy gần tôi, Simmy đâu, Simmy sẽ đẩy tôi xuống. Sam ơi, cẩn thận Sam ơi, cẩn thận nha. Trời ơi, có gì đâu mà cẩn thận đúng không, mình phải vui lên chứ mà. Hay vui. Wow. Yeah, yeah, tôi thắng tiếp rồi mọi người. Hay quá Sam ơi. Yeah. Ủa, em mọi người chúng ta là tuy Sam, tuy là mình thấy Sam cười vậy mà Sam qua đầu tiên luôn á, hay bộ. Ôi, dữ vậy. Ủa, Simmy ơi, tôi sẽ chở cái xe đi vậy. Phong cần. Phong ơi. Đây tôi đây. Trời trời. Chị Tam tôi qua nè. Ủa sao? Ủa người cũng chơi. Ủa cũng chơi chở cái xe đầu hả? Ủa ơi, tôi là người Bình Dương mà bạn. Tôi bay mà bạn không biết hả? À, đúng là người Bình Dương. Ôi ơi. Rồi để xem coi mà tiếp theo là gì đây. Trời ơi, tôi cảm giác tự nhiên vui. Có chuyện vui luôn. Hẹn nha. Để xem coi. Ủa ai đây? Ai mà đổ lè đổ lép vậy? Giống ta. Mọi người, đây là Sammy xin lên tức giận nè. Ủa gì vậy? Ủa sao bà tức giận vậy? Sammy tức giận rồi quánh bạn. Ôi không được quánh rồi. Tôi gì đó, mọi người, đây để tôi, trời ơi có gì đâu mà tức giận đúng không bạn? Đây, đây đó. Tức giận nhưng mà tức giận vui lắm mà. Ủa sao mặt mặt này cọc với ta? Nhìn rất cười quá à. Tức giận tôi vậy, tức giận để tôi. Ủa cái gì mà sao con này đánh cái chết rồi là sao vậy? Thức giận thật sự chứ.
mình biết là Sam đang tức giận nhưng mà mình nói đánh ông lại thì mình đừng tức giận, người ta gọi đó là mình ngông cuồng Sam hiểu không? Thôi bây giờ nè, bây giờ em sẽ đếm từ 1 tới 3 không. Mọi người sẽ bị chạy. Xin lỗi. Ủa mọi người đâu rồi mọi người? Tức thật chứ, mình không đánh được nó mà. Được rồi, ngươi có chạy ra được ta không? Đừng có xuống hố kìa Sam, đừng có xuống hố rồi. Đây đi mọi người. Tức giận được chứ, nó dám trốn mà. Mày cho người đó, hiểu không, người ta đánh người rồi đó. Rồi. Xin lỗi. Cay ơi, nhanh lên, chậm chạp quá. Mọi người chậm chạp bây giờ. Phong cần bay là sao vậy? Trời ơi, Phong cần gì vậy? À, cái cụ đúng không? Cái gì đây? Trời, không bay luôn nha. Rồi, để ta. À, đây vậy. Không cần bay trên trời mà có ai gọi là gì ta? Bắn nè. Cái tên này khó chịu. Đây, ta bắn hết. Dám hả? Dám khinh thường ta hả? Ủa, tên này là tên nào? Tên sẽ có đầu xanh nè. Đúng là mấy cái tên đầu xanh à. Ây da, khó chịu. Đúng rồi. Hay quá Sam ơi, giờ chúng ta phải chạy quay thôi nè. Ôi, có gì đâu mà khó khăn chứ. Ủa? Kìa, có tóc xanh rồi Sam, bắn luôn. À, tên tóc xanh nè, sao nhìn tên là lại vậy? Tên này, tên tóc xanh đúng không? Cái con kia đâu? Con, đây là cái con giờ này lúc này luôn. À, nó khinh được ta hả? Trời ơi, cái tên cái gì? Ủa, từ từ. Ôi, nhảy tên Sam ơi, nó là Phong Cận đó. Ủa, Phong Cận hả? Sao không nói? Làm tôi tưởng. Khó chịu thật sự chứ. Tôi chưa người đó bắn tôi rồi. Ok, qua. Nghe lời thằng kia cháu làm gì không? Ủa? Cái gì đây? Ủa gì đây? Sợ mọi người ơi. Cảm xúc sợ hãi của Sam nè, tiêu diệt nó thôi. À, đây là cái tên khinh thường tôi đúng không? À, được. Ở đâu quá? Khinh thường tôi vậy? Nói tôi khinh được tôi mà nghĩ sao gà vậy? À, sợ hãi à, nhìn cái mặt thấy mà mắt ghét, nhìn cái mặt kìa. Trời ơi. Quánh đi, quánh đi. Ai, quánh đi. Tụi mình đánh luôn các bạn ơi. Sao cho tụi tôi đánh luôn vậy? Cái này là của tôi, không được ai đánh hết trơn. Ý vậy. Ôi trời ơi. Có cần sự trợ giúp không ạ? Không. Dám chê mình sao? Người nào mà chê tôi là kết cục y chang vậy đó. Ok. Cái gì đây? Đây là cái linh hồn của người chê mình sao? Ăn luôn, sợ gì? Tôi mới là người mạnh nhất. Không ai mạnh hơn tôi. Ê mọi người ơi, ê bây giờ Sam sợ hãi rồi kìa. Trời ơi, đây là đổi đây là tới lúc để bạn gọi là trả hù rồi Phong à. Tìm đi ra. Sam ơi, bất cẩn chặt quá. Tìm đi ra. Để. Ai ơi, sợ quá. Rồi cùng qua bây giờ làm sao, bây giờ làm sao? Thôi tụi mình phải đi đánh bắt cổng trước đã. Ok, đi thôi Sam ơi. Nè, mấy người đừng có chọc Sam nha, Sam nó sợ hãi á. Mình trời ơi, có cái cách này để cho Sam bớt sợ hơn nè. Gì vậy? Cách nào không? Chị sợ quá. Sam thôi, đấy chỉ là ảo giác thôi, chữ tưởng là ảo giác thôi. Ảo đúng giác một cảm xúc thôi. Nè, cái lan mình làm gì nữa vậy? Sợ quá. Vậy
đâu bây giờ? Cuối cùng cảnh tượng này chỉ cần khi chúng ta vượt qua, nỗi sợ chỉ sẽ được đi qua, chị yên tâm. Ủa sao con, em nói gì vậy, buồn tủ vậy? Chị sao? Đi vô đi. Ủa có bị gì không vậy? Ôi dạ. Không, trời ơi, vô đi, Sam ơi, vô luôn. Ủa gì đây? Ủa gì vậy? Ủa? Sao ơi, ông đừng dạ là bất ngờ nha, tôi biết không nha. Ây da, xin lỗi Sam. Ủa cái này cái gì vậy? À, bức tượng thiệt mà. Ủa, cái này là cái gì đây? Ủa đây là bông mà bông, muốn đi bông, trời ơi. Đúng đây. Như đây là một căn phòng thì phải. Nhưng mà phải xem phim đúng không? Tôi sẽ thử xem có ai bật phim cho tôi đỡ sợ được không? Gì vậy? Ôi, mọi người ngồi đây xem thử coi. Rốt cuộc cái tivi này có gì vậy? Mưa với cờ bông chơi nắng, làm trôi hết nỗi buồn, thấm ướt lời sầu mi đắng. Anh tới rồi sao? Em chờ có lâu không? Robin Hood à? À không nhầm, Romeo. Cuối cùng anh cũng đã tới rồi. Sau bao nhiêu năm thì bây giờ anh đã quay trở lại rồi. Anh nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà xin lỗi anh, em bây giờ đã là hoa đã có chủ. Không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Em không chờ anh về được sao? Em xin lỗi. Nhưng mà em lỡ ăn hết 20 con gà quay nhà người ta, cho nên người ta bắt em phải cưới. Anh đi mới có 2 tháng mà bây giờ em đã có người mới rồi. Em còn ăn 20 con gà của người ta đó. Đau lòng quá. Em xin lỗi. Thôi được rồi, không cần nói nhiều nữa đâu. Miễn sao em hạnh phúc là anh vui rồi. Em đi đi. Bộ phim này là sao vậy? Sao mọi người buồn hết trơn rồi? Mấy cái map này toàn phong cận không nha, kẻ thù rồi không cận không á. Trời ơi, sao cận vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đang giả là NPC. Trời ơi, bạn đang gọi là cái phần nó buồn dữ sao đúng không? Trời ơi. Xanh mọi người ơi. Ôi trời, ghê vậy. Cái này chỉ đừng đi trên cái lốc màu đen thôi. Tôi sợ quá. Ra ra thôi, chị đi cẩn thận là được à. Rồi,
giặt giáo đi. Ê! Ôi mọi người ơi, bảo mọi người có sao không vậy? Mọi người đừng làm tôi sợ chứ. Không sao, sao bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, không sao. Không sao hết Sam ơi, Sam đã có Phong đây rồi. Ôi không xạo quá Phong ơi. Tôi sợ không có Phong mà Phong tật hù cả Sam mà. Ôi chứ ơi, không hù Sam đâu. Không hù Sam đâu, không hương Sam, không chọc Sam cho vui thôi. Trời ơi, thương nhau chắc là bà xẻo luôn á. Ủa tôi sắp bay được rồi. Cố lên, cố lên. Sam sợ hãi mà mình thấy là Sam nãy giờ đi sai nhất á mọi người. Cố lên. Mọi người đi nhanh nhanh đi, tôi thoát khỏi chỗ này, tôi ghê quá. Ghê không, ghê không Sam, ghê không. Tôi ghê quá, tôi sợ quá. Múa, đó, qua đường rồi nè, yeah. Cố lên. Mọi người ơi, cố lên mọi người, tôi muốn thoát khỏi chỗ này, tôi sợ lắm. Ôi, chân đừng sợ nữa, Sam sợ, Phong sợ lắm. Ôi, qua đường nè. Ôi, xin mời cô ơi. Đừng chết nè, rồi, ok, hay. Còn cái cửa này có gì trong vậy? Tôi sợ quá mọi người. Nó cũng chết là sao vậy mọi người? Ủa tôi nè. Ủa sao tôi cái gì buồn vậy? Ủa Sam ơi à, cái này đám cưới của tôi, bà buồn khi tôi bà đám cưới hả Sam ạ? À, do Sam ơi cưới Phong cận nên Sam ơi mới buồn tuổi. À, hiểu rồi. Ủa có ai sao? Bây giờ thì buồn có gì đó chứ là phải tôi giật hai cái con quái vật này chứ. Sam ơi, Sam đừng sợ nữa. Sam phải đứng dậy vượt qua nỗi sợ của chính bản thân. Đúng rồi, chị phải đánh hai con này để chị có thể thoát khỏi nhà này. Mọi người, trời ơi, nó đánh tôi dữ. Ây da, chờ gì mới đi Sam ơi. Không cần hả, không cần ai cho mày bự hơn tao, ai cho mày cao hơn tao hả? Ôi, con Sam đi kìa. Còn Sam đi nè, còn Sam đi nè, còn Sam đi nè, Sam ơi. Sam phải tự đánh cái con của mình, thì Sam mới vượt qua được nó. Ủa, thôi không? Đúng rồi. Rồi, để tôi đánh, tôi đánh lấy sợ đúng không? Hết sợ đúng không? Đúng rồi. Cố lên. Kéo quá. Quá nỗi sợ. Trời ơi, sợ mà. Cái gì đâu mà cao mà còn màu xanh nữa chứ. Trời ơi, tôi sợ màu xanh. Sao lại vượt qua nỗi sợ của mình? Cố lên. Vươn lên trên mình. Thầy cố lên bạn ơi. Ừ, hay quá. Sao mới? Màu xanh thì sao? Màu xanh thì sao? Màu xanh thì sao? Ý nói màu xanh là sao? Tôi sợ lắm. Không được dọa tôi. Sao đấy. Đây về chị lấy linh hồn đi. Đó, lấy đi. Để tôi thử. Ôi. Đó sợ chưa? Ôi. Ôi da trời. Sao ơi? Ủa gì nhức đầu quá vậy? Ủa mọi người. Ủa sao đây vậy? Lấy lại được cảm xúc bình thường rồi nè. Sao lấy lại được cảm xúc rồi? Sao có gì vậy? Cảm xúc của mình đó nè. Sao mọi người, tôi hiểu hết trơn vậy? Sam ơi, hay quá Sam ơi. Hồi nãy Sam nghe nè. Nãy Sam mất cảm xúc, lúc thì Sam vô hồn, lúc thì Sam cười như điên. Rồi lúc mà sợ như là gì đây, sợ như gì? Sợ như sợ như thỏ đế đó. Trời ơi, trời là sao tự nhiên. Lúc mà tức giận như bà Trần vậy đó. Không hiểu luôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này chị lấy được cảm xúc rồi, bây giờ chị em dùng cái chìa khóa để mở cửa đi. Ủa là sao ta? Ủa mọi người, ủa rốt cuộc ủa chở làng rồi nè. Ủa rốt cuộc gì xảy ra vậy? Tự nhiên tôi gặp mọi người như vậy. Câu chuyện nó dài lắm Sam ơi, làm sao Sam hiểu được. Trời ơi. Ủa có bạn mình đi ăn gạch gạch đi em ơi. Ủa mệt quá. Ủa sao mọi người? Ủa Phong ơi, rốt cuộc gì xảy ra vậy? Rốt cuộc trong làng mình xảy ra cái chuyện gì vậy? Tôi mở mắt ra. Thật ra chuyện là như thế này nè Sam. Đó chính là... Ủa? Mọi người! Ủa? Cái gì vậy? Rõ ràng sáng sao tôi gặp mọi người, sao mọi người nằm xỉu đây là sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong cái làng này vậy? Có bạn nào biết chuyện gì xảy ra không? Đừng quên coi mình biết sao biết chứ sao không biết hết trơn á. Rốt cuộc là mình bị mất cảm xúc nào ta? Khó hiểu thật sự. Thôi kệ đi. Thôi, mọi người ngủ ngon nha, tôi đi ăn gà đây nha. Bye bye. Khó hiểu thật chứ. Còn nếu các bạn muốn xem những video mới nhất của Sam, đừng quên xem bằng trái màn hình. Mình sẽ có 2 video mới nhất nha. Đừng quên xem nha. Hơi bị hay á, đừng quên bỏ lỡ. Vui quá à. Đừng quên bỏ lỡ.